Chào các bạn gái và các chị em phụ nữ. Hôm nay Vi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những động tác quen thuộc của bài tập yoga. Chúng ta làm động tác này sau khi đã kết thúc toàn bộ các động tác asana. Động tác này có tên gọi là kashiki, có nghĩa là điệu nhảy kashiki. Nhảy kashiki rất đơn giản, bạn không cần âm nhạc, tất cả bạn chỉ cần là bạn nhẩm ra mồm mọi miệng hoặc nhẩm trong đầu mấy từ chú Baba Nam Kevalam trong tiếng Phạn. Điều đó có nghĩa là tất cả là tình yêu thương. Thứ nhất, bạn đứng thẳng, hai tay chắp lên trời, lòng bàn tay úp sát vào nhau, hai cánh tay úp vào tai. Chúng ta bắt đầu nhẩm ba ba na ba ba ke ba la ba ba na ba ba ke ba la ba ba na ba 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 na ba ba ke ba la. Động tác này thì có một điều chú ý là trong quá trình chúng ta nhảy ba ba nắm ba ba kê ba lăng, mỗi khi kết thúc một câu thần chú cho hai bên, cả bên trái bên phải, sau đó thì chúng ta đưa tay về phía trước, cúi tay và nửa ra sau. Động tác này chúng ta làm càng nhiều càng tốt, đến hết mức có thể, đến khi cơ thể bạn cảm thấy mệt và chân mỏi thì chúng ta dừng lại. Cũng điều lưu ý là trong quá trình tập luyện thì hai cánh tay chúng ta luôn luôn úp sát vào tai và cơ thể từ từ đai từ bụng trở lên trên thì thẳng, và hai tay này không được rời khỏi tai, đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta bắt đầu nhé. Ba ba năm ba ba kê ba lăm ba ba năm ba ba kê ba lăm. Ta tăng dần lên, tăng dần tốc độ lên. Thì nhớ là khi chúng ta bắt đầu động tác này thì ba là chân phải đặt sau gót chân trái, ba và nám, ba và nám. Thì khi nám chúng ta đặt chân trái, mũi chân trái đằng sau gót chân phải, ba và ba và nám. Tay của ta thì chỉ có sang trái thẳng, sang phải thẳng, phía trước trở lên trên, ra đằng sau thẳng, được chưa? Thường thường thì mình tập động tác này trong khoảng 1-2 phút, có nghĩa là đếm khoảng 20-22 lần thì dừng lại, vì lúc đấy cơ thể cũng của bài tập cũng hơi mỏi, chân cũng mỏi rồi. Vậy chúc các bạn tập động tác này vui vẻ thành công. Xin gặp các bạn đến video lần sau nhé.